Vâng, em xin chào các anh. Em tiếp tục em lên cho các bác thêm một bộ dàn nghe nhạc rất là hay của Đền Ông các bác nha. Đây là bộ dàn phối ghép giữa một cái cục máy Đền Ông là con MS5DV với đôi loa USC-M10 dòng loa 2 bát của Đền Ông các bác nha. 2 bát 10cm và một chép ở giữa như này. Nó tạo thành một bộ dàn có cái kiểu dáng rất là đẹp mắt và cái chất âm rất là hay. Để nghe trong phòng diện tích nó khoảng tầm 25-30m2 đổ về thì rất là tuyệt vời nha. Đây bộ dàn về vẫn đầy đủ ấy căng các anh nhé. Loa đầy đủ ấy căng này. Sử dụng loa sử dụng 2 bát 10cm dân cao su bằng đấy nhé. Máy đây là MS5DV đây. Còn đẹp. Cái này em bán chủ yếu là bao chạy công suất về cầm điện thoại máy tính và cầm cổng quang TV nghe nhạc. Còn cái đời này đời DVD thì thông thường mắt không đọc ở đâu. Các bác về thích thì các bác tự kiểm tra thêm về phần đĩa nhé. Em không bao chạy đĩa với cả MD. Bộ dàn này thì mình có thể chỉnh bát tép trên mặt máy được luôn nhé. Và đây ngoại hình của bộ dàn đây nó rất là đẹp nhé. Bộ này thì em phối ghép theo yêu cầu của các bác khách đấy, đang hỏi cái bộ dàn này đấy nhé. Có bác thì đang rất thích con M10 này và đang muốn là có một cái cục công suất để ghép cùng con M10 để nghe nhạc nhé. Thì đây các bác lấy bộ này thì tuyệt vời luôn. MS5DV ghép với con M10 này tiếng rất là hay. Đấy. Trong cái tầm giá thì tiếng rất là hay luôn nhé. Em sống vui không sao nhạc phải má hồng. Em cao sang không hay ngược xuôi giữa dòng. Lời nói hôm có còn ghi nhớ dù đời đổi thay anh vẫn chờ trên chuyến đò chiều mình tìm về nhau mình tìm tình yêu. Để kết nối với điện thoại với máy tính này các bác ấn nút like ở đây nhé và chuyển sang đường vào. Có hai đường vào cho các bác lựa chọn là CDR và đường tép. Thế thì nếu các bác cắm đường CDR thì chuyển đường CDR và nếu cắm đường tép thì đường tép nhé. Như em đang cắm đường CDR thì em sẽ phải chuyển line sang đường CR mới có tiếng này. Đó. Máy thì có chỉnh bát tép đây, ấn tông đây nhá. Lần đầu ra bát này. Đấy, có thể tăng cường tiếng bát lên hoặc giảm bát về. Đấy, ấn tiếp ra tép. Có thể tăng giảm tép theo ý thích. Đấy. Ấn tiếp một lần nữa ra S Direct thì bỏ qua. Còn đây là phần STB là phần Super Bass. Bác nào thích nghe nhiều tiếng bát thì để SB, STB on. Bác nào thích nghe Super Bass không Super Bass để off nhé. Đấy. Ok. Xong khi chỉnh xong thì ấn tông là nữa để thoát. Đấy. Sao vội đi lấy chồng cho anh thương mong tháng ngày tan nát lòng. Anh sống cô đơn. Ủa, dáng tiếng, mong rất là đẹp. Mong gặp em. Tất nhiên đây là hàng mai. Xưa thì nó sẽ có vài bên chúng ta hay gì đó. Bộ dàn này thì mình nghe được rất nhiều thể loại nhạc, kể cả remix cũng rất là hay. Vừa rồi thì là một đoạn remix và một đoạn nhạc bolero qua cái cổng phát nhạc là cổng điện thoại máy tính, cổng DAV. Thế còn bây giờ thì em sẽ chuyển sang cổng OPT, em test cho các bác nốt cổng quang nhé. Thì mình muốn nghe nhạc từ cổng quang mình sẽ chuyển đường vào sang OPT này. Và dây quang từ trên TV Smart mình sẽ cắm vào cái cổng phía sau đây là cổng BCMI. Các bác cắm vào cổng BCMI này. Thì nó sẽ có tiếng ra nhé. Tất nhiên là mình phải phát nhạc từ cổng quang của mình ra rồi nhé. Còn nếu cổng quang của mình mà không phát nhạc ra thì nó sẽ không có tiếng các anh nhé.
Nửa đêm giá lạnh, bỗng nghe âm một tình thương trong tim. Sương rớt trên vai qua ngõ hôn trái, vào lòng đêm dài. Gác sông biên thủy, một cơn gió buốt khơi chuyện ngày qua. Nhớ lúc xa xưa tôi có người em tuổi đẹp trắng. Đấy nhá, thì cả bộ đế nông MS5DV này thì giá của nó là 3.250.000 đồng. Thì bác nào đang có nhu cầu mua cái bộ dàn này thì vui lòng liên hệ số điện thoại là 0979891682 hoặc là 0966594581 giúp em nhé. Xin chào các anh và xin gặp lại các anh ở những cái video tiếp theo của em.